Lời Chúa Chủ nhật thứ 34 thường niên lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ ngày 21 tháng 11 2021. Lời Chúa Chủ nhật thứ 34 thường niên lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ ngày 21 tháng 11 2021. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ năm B, Chủ nhật thứ 34 thường niên lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ. Xin chúc anh chị em và các bạn một ngày Chủ nhật vui tươi, bình an trong lòng thương xót của Chúa. Và chúng ta cùng cầu nguyện tạ ơn Chúa đã cho chúng ta qua được 34 Chúa Nhật thường niên. Năm B bình an, giữa bao nhiêu sóng gió khó khăn thử thách, nhất là cơn đại dịch virus corona bùng phát 4 năm đợt trong năm vừa qua. Tạ ơn Chúa đã cho gia đình mình được sum họp quây quần bên nhau mỗi ngày Chúa Nhật để tham dự bản tiệc lời Chúa, bản tiệc thánh thể thiêng liêng. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ anh chị em mình trong cơn đại dịch vừa qua. Có những người bị lây nhiễm đã được khỏi, có những người thoát không bị lây nhiễm. Và chúng ta cùng chia sẻ với những gia đình có những người thân bị mất mát, thiệt thòi vì bệnh tật, vì đại dịch virus corona đã qua đời. Xin Chúa nâng đỡ an ủi các gia đình ấy và đưa những người thân yêu của chúng ta đã qua đời trong cơn đại dịch về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Và hôm nay chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cất đi cơn đại dịch đang có nguy cơ bùng phát lại trong những ngày cuối năm, nhất là trời mùa đông ở Âu Châu và nhiều nước khác trên thế giới. Trong số đó ở Á Châu, Việt Nam cũng đang có nguy cơ bị bùng phát trở lại. Xin quyền năng lòng thương xót của Chúa cất đi cơn đại dịch và ban bình an cho thế giới. Giờ đây mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 34 thường niên năm B, lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ. Bài đọc 1 trong sách Ngôn sứ Daniel chương 7 câu 13 đến câu 14. Bài trích sách Ngôn sứ Daniel. Trong những thị kiến ban đêm, tôi mãi nhìn thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên đấng lão thành và được dẫn đưa tới trình diện đấng lão thành, trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Đó là lời Chúa. Chúa là vua hiền trì, mặc oai phong tựa cầm bao.
lòng dân đời. Chúa là vua hiền trí, trời băng oai phong cửa cấm bao. Chúa dựng nên địa cầu, đặt vững chắc không lay chuyển. Ngài đã có từ ngàn năm xưa. Chúa là vua hiền trí, trời băng oai phong cửa cấm bao. Mời anh chị em mở sách Khải Huyền Thánh Gioan chương 1 câu 5 đến câu 8. Bài đọc 2 sách Khải Huyền chương 1 câu 5 đến câu 8. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Đức Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là thủ lãnh mọi vương đế trần gian. Người đã yêu mến chúng ta và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa Người ngự đến giữa đám mây, ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Ta là Alpha và Omega, là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta. Hallelujah, hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 18 câu 33b đến câu 37. Gioan 18 33b đến 37. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy quan Phi-la-tô nói với Đức Giêsu rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giêsu đáp: Ngài tự ý nói điều ấy hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời: Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này. Ông Phi-la-tô liền hỏi: Vậy ông là vua sao? Đức Giêsu đáp: Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta cử hành lễ Đức Giêsu Kitô, vua vũ trụ. Chúng ta nhận ra rằng vai trò Đức Giêsu là vua, là người lãnh đạo, đó là người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ,
hiến mạng sống mình vì người khác. Cả tin mừng Matthew, Marco, Luca đều nhấn mạnh đến điểm này. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, điều quan trọng đối với chúng ta ngày hôm nay đó là nhận biết Đức Giêsu là vua thật của chúng ta, nhận biết Đức Giêsu là vị lãnh đạo thực sự của chúng ta, và mình đặt Ngài vào vị trí trung tâm của cuộc đời mình, đặt Ngài lên vị trí trên hết trên thế gian này. Và khi tôn vinh Đức Giêsu làm vua, khi đặt Ngài vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời mình cũng như trên thế gian này, thì chúng ta cũng phục vụ người khác như chính Đức Giêsu vua vũ trụ đã làm. Đức Giêsu cai trị như thế nào, Đức Giêsu lãnh đạo như thế nào, phục vụ, xót thương, hiến mạng sống, thì mình cử hành lễ này không phải kèn trống rước sách linh đình để kết thúc năm phụng vụ, để chuẩn bị Chủ nhật tới là chúng ta bước vào năm phụng vụ mới, năm C với Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Không phải chỉ là một cử hành long trọng để kết thúc, như như là bế mạc, rồi có liên hoan, rồi có tuyên bố, rồi có tặng quà, rồi liên hoan và vui vẻ ra về. Rồi sang năm đến hẹn lại lên, lại báo cáo, tổng kết, chụp hình, quay phim, rồi tâng bốc nhau, xông hương nhau, rồi tặng quà, rồi trao quà lưu niệm, và kết thúc bằng một bữa tiệc linh đình liên hoan. Sau đó ai về nhà đấy. Thưa anh chị em, lễ Chúa Kitô vua mà chúng ta cử hành ngày hôm nay kết thúc năm phụng vụ, đó là chúng ta đặt Chúa Giêsu lên ngai, đặt Chúa Giêsu làm chủ năm phụng vụ, và tóm kết lại tất cả những gì mà chúng ta đã cử hành trong suốt một năm vừa qua, để hướng về vương quốc mà Đức Giêsu thiết lập sẽ đến trong ngày quang lâm, ngày cánh chung. Ta hướng về ngày đó, ngày Chúa Giêsu sẽ đến trong vinh quang, để một trời mới đất mới xuất hiện, để vương quốc mà Ngài đã thiết lập bây giờ sẽ hoàn toàn hoàn tất trong ngày cánh chung đó. Thưa anh chị em và các bạn, khi mình cử hành như vậy, mình mới thấy được cái ý nghĩa. Và trong một năm vừa qua, rất nhiều anh chị em ở Việt Nam cũng như những nước khác trên thế giới, mình có một năm phụng vụ đáng ghi nhớ. Năm phụng vụ trong bối cảnh đó là cơn đại dịch bao trùm Việt Nam cũng như toàn thế giới. Dường như không một quốc gia nào, vùng miền nào thoát khỏi virus corona. Không nhiều thì ít, không ảnh hưởng nhẹ, nặng, trung bình. Tất cả đều bị ảnh hưởng. Và ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt, văn hóa, chính trị, quân sự, kinh tế, giáo dục, y tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tôn giáo. Một năm vừa qua, ít nhất là ở Việt Nam 4 lần, 4 cơn đại dịch, và cơn lớn nhất là cơn vừa rồi. Các nhà thờ tạm ngưng sinh hoạt tôn giáo, đóng cửa, không cử hành thánh lễ, nhất là thánh lễ Chủ nhật. Mọi sinh hoạt tôn giáo tạm ngưng trong lúc dịch bùng lên để tránh lây lan. Và mọi người đều ở nhà tham dự thánh lễ online. Thưa anh chị em, những ngày lễ lớn, ví dụ như là Phục sinh chẳng hạn, mùa chay chẳng hạn, rồi dâng hoa chẳng hạn, nhất là đại lễ lòng thương xót Chúa, 2 năm liền chúng ta đều online
và cử hành ở nhà của mình. Thì thưa anh chị em, một năm phụng ở vụ ấy, tạ ơn Chúa vì chúng tôi đã cố gắng với tất cả sức lực của mình. Và nhất là ơn của Chúa. Thực sự không có ơn Chúa thì không thể làm được. Vẫn cử hành phụng vụ mỗi ngày cho anh chị em bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể thiêng liêng. Chắc chắn không thể thay thế cho việc đến tham dự thánh lễ trực tiếp được lời Chúa và rước thánh thể được. Nhưng mà trong hoàn cảnh không thể được chẳng đặng đừng, thì chúng ta vẫn không bỏ việc cử hành phụng vụ lời Chúa và thánh thể cách thiêng liêng. Cho nên mỗi ngày chúng tôi gửi đến anh chị em những món ăn tinh thần, đặc biệt là lời Chúa được chia sẻ, được lồng trong lòng thương xót của Chúa cho anh chị em. Theo đúng phụng vụ lời Chúa mỗi ngày, rồi những lễ trọng, những lễ kính các thánh thì chúng tôi có phần phụng vụ chia sẻ cho anh chị em về ý nghĩa các ngày lễ trọng, lễ kính các thánh. Để chúng ta, quan trọng nhất là nhìn vào đời sống của các thánh. Và khi mình cử hành phụng vụ thì mình cử hành trong chính cuộc sống của mình, noi gương các thánh. Mình sống phụng vụ ấy, sống lời Chúa trong hoàn cảnh hiện tại, ở đây và bây giờ. Ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Âu Châu, ở các nước khác. Mỗi nơi, mỗi nước, mỗi vùng miền, mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình khác nhau. Thì lời Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn mình áp dụng thực tế và hoàn cảnh cụ thể nơi mình đang sống vào lúc đó như thế nào. Thưa anh chị em, là mình luôn luôn đặt Chúa Giêsu làm trung tâm, luôn luôn quy hướng mọi sự về Chúa Giêsu, nhất là về lòng thương xót của Chúa. Lúc nào chúng ta cũng quy về lòng thương xót Chúa, đều thấy được lòng thương xót Chúa trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh, trong tất cả những bài đọc lời Chúa, trong tất cả cuộc sống của các thánh, trong tất cả những áp dụng thực hành, luôn luôn có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đó là lòng Chúa thương xót. Anh chị em để ý đi. Suốt 34 ngày Chúa Nhật, suốt 52 tuần lễ, 34 Chúa Nhật thường niên và 52 tuần lễ, vì có các mùa chay, mùa phục sinh, mùa vọng, mùa Giáng sinh. Rồi sắp sửa kết thúc là 365 ngày, 12 tháng, 52 tuần lễ. Chúng ta không bỏ một bữa tiệc nào lời Chúa và thánh thể. Liên lỉ như vậy, thưa anh chị em, để nuôi dưỡng, giống như là chúng ta cần phải có cơm bánh để mà sống, có nước để uống, thì bàn tiệc lời Chúa và chúng ta rước thánh thể thiêng liêng cũng nuôi dưỡng đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng, đời sống đạo đức của mình, đời sống đức tin của mình. Và nhất là làm cho mình hiểu rõ hơn, thấm nhuần hơn về lòng Chúa thương xót. Tạ ơn Chúa. Hôm nay là ngày mà chúng ta dâng lên lời tạ ơn Chúa, tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa, tôn vinh chúc tụng ngợi khen Chúa là vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các Chúa. Cho nên khi mình đặt Chúa Giêsu làm vua trên hết các vua, làm Chúa trên hết các Chúa, thì điều quan trọng là chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với Phi-la-tô: phải, đúng như ông nói tôi là vua, nhưng mà nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì thuộc hạ của tôi sẽ chiến đấu không để tôi bị nộp vào tay người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc về chốn này. Và vì thế Chúa Giêsu làm vua cũng không như là các vua ở trần gian này. Vua ngồi trên ngai vàng, vua để người dân phải phục vụ mình, phải là kính cẩn nghiêng mình, phải cúc cung bái, không dám nhìn mặt vua nữa, không dám nhắc đến tên vua, cái gì cũng phải kỵ húy, vì lỡ ra một cái là tội phạm thượng, tội khi quân là chém đầu,
là Chu Di Tam Tập. Cho nên trước uy quyền tuyệt đối của nhà vua thì những người dân đều đến trong tư thế là kính cẩn sợ sệt phủ phục và tuyệt đối trung thành cũng như vâng lời. Vua bảo chết thì cũng phải chết, vua cho sống mới được sống, và vua muốn gì thì cũng phải chiều theo ý của vua. Đôi khi mà chúng ta thấy trong lịch sử đã có rất nhiều vị vua độc tài, độc ác, độc địa, đã thống trị người dân bằng quyền lực, bằng sức mạnh, và đã hút máu mủ của người dân, đã làm cho người dân sống như là ở trong một cái ách nô lệ, ách đô hộ vậy. Độc quyền, độc tài, độc ác vô cùng. Và những ông vua thống trị ấy cũng mộng bá chủ, là không những là mình cai trị nước mình không, quốc gia mình không, dân tộc mình không, mà còn vươn tay đến các nước khác, các dân tộc khác, và làm khổ cho biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu dân tộc, biết bao nhiêu quốc gia, và nhất là người dân. Gặp được một vị vua gọi là minh quân, biết vì dân, vì nước thì dân hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng có mấy vị minh quân đâu, thưa anh chị em và các bạn. Lúc gian khổ thì chiến đấu bảo để đã lo cho người dân, nhưng người dân hy sinh hết tất cả để đưa ông ấy lên ngai. Lúc ông lên ngai rồi, quên hết thời gian khổ, hưởng thụ, hưởng lạc, ăn chơi trụy lạc nữa, và thống trị người dân, hút máu mủ của người dân. Tiếng than oán của người dân thấu đến tận trời. Thì thưa anh chị em và các bạn, Chúa Giêsu không thống trị như thế, như là các vua, hay là như các chủ tịch, hay là như tổng thống, hay là những người lãnh đạo trên thế giới này. Ngài có đầy đủ uy quyền, nhưng Ngài là một đấng giàu lòng xót thương. Quyền năng của một vị vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa, quyền năng tuyệt đối ấy, nhưng không chỉ sử dụng quyền năng để mà thống trị, nhưng dùng cái quyền phục vụ chứ không phải thống trị. Đầy lòng thương xót, đầy sự cảm thông, không phải ngồi ở trên ngai nhưng ở giữa chúng ta. Ngôi lời đã làm người ở giữa chúng ta, sống như chúng ta mọi đảng. Và Ngài lãnh đạo không phải bằng việc bắt người khác phục vụ cho những cái quyền lợi hay là những ham muốn của mình, nhưng lãnh đạo bằng cách phục vụ những người khác, quan tâm, chăm sóc và xót thương con người, xót thương những người dân. Cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng tôi ta cử hành việc mà Đức Giêsu đã bắt đầu vương quốc của Ngài. Một đấng làm vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa, thì không phải chỉ là cử hành một ngày cho xong. Nhưng mà chúng ta được mời gọi trở thành dân của vương quốc này, trở thành một người dân của vương quốc do Đức Giêsu thiết lập. Cho nên khi mình muốn trở thành một thần dân của vương quốc Giêsu thì mình phải sẵn sàng đặt Đức Giêsu, đặt Chúa lên vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, là trung tâm cuộc đời của mình, mà mình phải quy hướng về Ngài, phải thần phục Ngài. Thần phục không phải là sợ hãi sợ sệt, nhưng mà để cho Ngài hướng dẫn, để cho Ngài điều khiển, để cho Ngài chăm sóc, để cho Ngài xót thương, để cho Ngài phục vụ mình. Và làm như thế thì chúng ta cảm nghiệm được rằng là một cái sự tự do, một cái hạnh phúc, một cuộc sống tự do, hạnh phúc, sung mãn mà chúng ta có thể không tưởng tượng được. Những người dân mà sống trong một đất nước mà vua gọi là
thương dân trị nước bằng tình thương, rồi dân sung sướng hạnh phúc như thế nào. Nhưng mà có mấy nơi được như thế, thưa anh chị em. Còn ở đây, Đức Giêsu đến và Ngài mời gọi chúng ta gia nhập vào vương quốc của Ngài. Mời gọi chúng ta hãy trở thành thần dân của Ngài. Mời gọi chúng ta trở thành những người con của Ngài, để Ngài chăm lo, chăm sóc cho ta. Và mỗi người khi được mời gọi như vậy thì mình có toàn quyền tự do để lựa chọn sống như là một thành phần của vương quốc của Ngài ở đây, bây giờ. Hay là chúng ta có thể lựa chọn không theo Giê-xu, không phục Giê-xu, không đón nhận Giê-xu và không tham dự vào là một thần dân trong vương quốc của Ngài bây giờ và trong tương lai cuộc sống đời đời của ta. Ta tự loại mình khỏi vương quốc của Ngài ở đây và đời sau. Cũng như ta được tự do hoàn toàn lựa chọn là thần dân của một vương quốc Ngài đã bắt đầu thiết lập ngay từ bây giờ. Và nếu ta trung thành theo Ngài, ai cùng chịu đau khổ với ta thì sẽ được hưởng vinh quang với ta, một cuộc sống hạnh phúc đời đời mai sau. Tùy anh chị em mình, tùy mình lựa chọn. Và khi mình lựa chọn như vậy thì không phải chỉ là cử hành một ngày lễ khi Chúa Kitô làm vua, kết thúc năm phụng vụ, amen, vui vẻ vỗ tay rồi thế này thế khác rồi chuẩn bị sang năm mới. Không chỉ giới hạn vào trong một ngày lễ, vào một ngày Chúa Nhật, nhưng ta phải tôn vinh Chúa làm vua của mình suốt cuộc đời, mỗi ngày, mỗi giây phút cuộc đời của mình, và để cho Ngài hướng dẫn điều khiển tư tưởng, suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình nữa kìa. Người dân sống trong một vương quốc nào đó thì phải theo luật pháp, hiến pháp và theo lệnh của vua thôi. Không phải là một ngày, nhưng mà mình đã là người dân của đất nước đó thì suốt cuộc đời của mình phải theo luật pháp, hiến pháp, luật lệ do nhà vua đặt ra. Cũng như thế thôi. Khi mình tôn vinh Chúa Giêsu làm vua, mà nói, ôi Giêsu, Chúa Giêsu là vua. Mình tôn vinh Chúa, không phải chỉ những bài hát du dương, nhưng mà đó là một lời tuyên thệ, là tôi thề trung thành với vua Giêsu này suốt cuộc đời của tôi, từng ngày, từng phút, từng giây. Và tôi thề trung thành theo Ngài, theo lời Ngài hướng dẫn và theo những việc Ngài làm. Khi mình đón nhận Giêsu làm vua của mình thì mình đón nhận những ân phúc mà Ngài ban cho mình. Ân phúc đó là những món quà Chúa ban cho mình, có được lòng tin, Chúa ban cho mình biết tha thứ cho người khác, biết xót thương người khác. Chúa ban cho mình niềm hy vọng, Chúa ban cho mình tình yêu mà Giêsu vua của ta đã trao ban cho ta những cái đó. Chúa ban cho ta sự tha thứ, Chúa ban cho ta lòng thương xót, Chúa cho ta niềm hy vọng, Chúa cho ta lòng tin, Chúa cho ta tình yêu. Vậy thì mình đón nhận những món quà đó Chúa ban cho mình, rồi thì mình cũng phải chia sẻ cho những người khác món quà đó để họ cảm nhận được, rồi họ cũng trở thành một thành phần của vương quốc tình yêu, vương quốc Giêsu thiết lập ngay từ trần gian này. Cho nên đó là lý do mà chúng ta được mời gọi trở thành một thành phần của vương quốc do Đức Giêsu thiết lập. Thì mình cần phải ý thức mình là thần dân của vương quốc tình yêu,
của vua Giê-xu, vua lòng thương xót. Vậy thì mỗi lời nói, việc làm, hành động của mình phải thấm nhuần lòng thương xót đấy, để người khác thấy được rằng là ồ, đây là ví dụ. Người ta nhìn người này, này nghe giọng nói này, thấy người này có văn hóa này, bảo ồ, đây là người Việt Nam, đây là người Mỹ. Làm sao để người ta biết đó là người Việt Nam? Làm sao để người ta biết đó là người Mỹ? Làm sao để người ta biết đó là người Trung Quốc hay là người Campuchia? Do ngôn ngữ, phong tục, tập quán, cách sống của người đó. Và qua những diễn tả ra bên ngoài. Vậy thì làm sao để người ta biết rằng mình thuộc về vương quốc tình yêu của vua Giê-xu, vua lòng thương xót? Ta nhìn là ồ, đúng rồi, nó là người dân của nước nước gì? Mỹ, Nga, Tài, không, nước gì? Nước lòng thương xót, vương quốc tình yêu, nước lòng thương xót. Vì ông vua đó được nổi tiếng là vua tình yêu, vua lòng thương xót. Cho nên những người dân đó là họ tràn đầy tình yêu, tràn đầy lòng thương xót. Cho nên họ đi đến đâu, họ sống ở đâu, người ta cũng nhận ra, à đúng, dân lòng thương xót đây rồi. Qua cách họ nói năng, họ cư xử, họ nhận ra, ô vậy hả? Chúng ta thích sang Mỹ vì bảo rằng là cuộc sống bên Mỹ nó đầy đủ, nó an toàn, vân vân. Sao biết? Thì tôi thấy những người bên Mỹ về, họ nói như thế, họ đã được sống như thế và kinh nghiệm như thế, họ nói như thế thì tôi tin. Vậy thì khi mà người ta nhìn vào cuộc sống của mình, người ta thấy rằng ồ, đây là những con người của lòng thương xót này, có họ cư xử này, có họ sống này, có cách họ ăn nói này, lúc nào cũng thấy tha thứ, yêu thương, xót thương, biết quan tâm, biết chia sẻ, rồi lúc nào cũng tràn đầy niềm hy vọng, tràn đầy niềm vui, nụ cười, qua ánh mắt, qua cử chỉ, qua lời nói. À đúng rồi, vậy thì tôi tin, cho tôi gia nhập với, làm có phải làm lý lịch gì không, có phải làm bản cam kết gì không, có phải thi quốc tịch không? Thi quốc tịch phải thi. Thi không phải là học thuộc lòng rồi trả lời những câu hỏi, nhưng mà đây này, ta đói có cho ăn hay không? Ta khát có cho uống hay không? Ta rách rưới có cho mặc hay không? Ta tù đầy có đi thăm viếng hay không? Ồ, nếu mà con thấy mà chú đói, chú khát, thì chú rách rưới là con cho liền, chú ngu gì mà không cho, trời ơi, gặp ông vua nói thì cho ngay. Không, nhưng mà thần dân của ta đang đói, ngươi có cho ăn không? Cái thằng đó nó còn có biết nó là ai đâu mà con cho. Người thân của ta đang rách rưới, có cho nó mặc không? Thì chú nói sao con của Chúa sao rách rưới được? Còn mấy thằng này trong tù nữa có thầm không? Con của vua sao đi tù được? Cái gì con vua thì con sẵn sàng làm. Chứ còn mà mấy cái thằng trời ơi đất hỡi, trời đánh thánh vật đó mà bảo con cho nó ăn, bảo con đi thăm nó, bảo con... đây này, còn đứa nữa. Ai vậy? Vợ con, chồng con đang giận. Con tha thứ cho họ chưa? Bà con lối xóm của con đang giận, tha thứ chưa? Rồi những anh chị em linh mục tu sĩ với con đang ganh, đang ghét, đang ganh tị với họ. Con có bỏ thói ganh tị, ganh ghét đi được chưa? Con có vui với người vui và khóc với người khóc không? Hay là ngược lại, thấy người ta vui thì con buồn, và thấy người ta buồn thì con vui? Đấy thưa anh chị em, ở trong nước của Giê-xu, nước của lòng thương xót, thì tất cả phải thấm nhuần lòng thương xót. Và trong ngày hôm nay, để cụ thể hóa bằng việc làm, nhóm thiện nguyện của chúng tôi thực hiện một chuyến công tác bác ái đến tỉnh Bình Dương thuộc giáo phận Phú Cường và trong huyện Tân Uyên.
với hơn 500 phần quà cho các giáo xứ Cảnh Lâm, xứ Ngọc Đồng, xứ Hoàng Châu, xứ Thượng Phúc và xứ Hội Nghĩa, là những xứ mà trong vùng dịch, những người dân bị lây nhiễm nhiều, rồi thiệt hại nhiều, thiếu thốn nhiều, đang đói, đang cần sự giúp đỡ, sẻ chia. Có thể chúng tôi gửi quà đến được các gia xứ phân phối cũng được. Nhưng mà chú hỏi, con có cho ăn hay không? Con có cho mặc hay không? Con có cho uống hay không? Vậy thì phải đích thân đến tận nơi và trao quà tận tay. Cho dẫu có nguy cơ là bị lây nhiễm, tôi hỏi anh em sẵn sàng chưa? Bảo thưa cha, chúng con sẵn sàng rồi. Và hôm nay lên đường. Lên đường để hơn 500 phần quà, là gạo, là nhu yếu phẩm, và đặc biệt đó là món quà tinh thần, radio bài giảng lòng Chúa thương xót, rồi chẳng chuỗi ảnh, những món quà thiêng liêng tinh thần ấy. Vì nước ta không thuộc về thế gian này, nước thuộc về thế gian này thì chỉ có cơm áo gạo tiền thôi. Và nếu chúng ta làm chỉ có cơm áo gạo tiền thì thuộc về thế gian này tốt rồi, nhưng mà chưa đủ. Vì con người ta sống không chỉ bằng cơm bánh mà còn lời Chúa nữa. Vậy thì lời Chúa lấy đâu ra? Thưa, chúng tôi đã thu lại tất cả lời Chúa bài giảng chia sẻ trong radio bài giảng lòng Chúa thương xót, và gửi đến anh chị em những món quà vật chất và tinh thần, chuỗi ảnh, để anh chị em biết về ông vua lòng thương xót. Đây là món quà của ông vua đó trao, chứ không phải của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là thần dân của ông vua đó thôi, trao đến cho anh chị em và giới thiệu cho anh chị em về ông vua đó. Nếu anh chị em tin ông vua đó, nếu anh chị em thần phục ông vua đó, để cho ông vua đó quan tâm, để cho ông vua đó chăm sóc, để cho ông vua đó thương xót, thì anh chị em sẽ được hạnh phúc, được bình an đời này, và nhất là đời sau kìa. Cái quan trọng là đời sau. Còn nếu bây giờ cho ăn cơm no, áo ấm, mặc đầy đủ đời này rồi thì đời sau không biết đi về đâu. Còn đây chắc chắn là khi mình đón nhận ông vua ấy, tin nhận ông vua ấy, vua quyền năng và lòng thương xót ấy, sống và làm theo lời của Ngài, thì Ngài ở đâu, kẻ phục vụ Ngài sẽ được ở đó thôi. Mà Chúa ở đâu bây giờ? Vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa, ngự trị trên trời cao, thiên đàng. Thì Ngài ở đâu, chúng ta cũng được ở đó. Thấy chưa, thưa anh chị em? Vậy thì còn trần giờ gì nữa mà không sống, không thực hành, không loan truyền vua lòng thương xót và vương quốc xót thương đi, thưa anh chị em? Cho nên khi mà chúng ta tôn vinh Đức Giêsu làm vua, làm Chúa, thì cái câu hỏi mà mỗi ngày ta phải lập đi lập lại, hỏi tự, hỏi chính mình rằng là: ai đang ngồi trên cái ngai cuộc đời của tôi? Ai đang ở trung tâm cuộc đời của tôi? Ai đang là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi? Có phải Chúa Giêsu hay không? Hay là một ai đó, một ai có quyền, một ai có tiền, một ai có địa vị, và tôi chạy theo người ấy, chạy theo đấng ấy, tôi phù, tôi phò, tôi làm tay sai, tôi làm người phụ tá, tôi chỉ có biết người ấy mà thôi, vì người ấy có tiền, có quyền, có địa vị, và tôi núp bóng người ấy, tôi mượn vào cái ô, cái dù ấy để tôi kiếm chác và để tôi tiến thân. Ngoài đời cũng thế, mà trong đạo cũng vậy, nhất là khi mà tôi đi tu. Có phải là tôi đặt bề trên hay giám mục làm cái ngai cuộc đời của tôi hay không? Vì các ngài cũng chỉ là người phục vụ thôi. Các ngài cũng như tôi, phục vụ một đấng vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa, là Đức Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Tôi có đặt Ngài làm trọng tâm, làm trung tâm, làm người duy nhất mà tôi phục vụ
người duy nhất mà tôi thần phục, người duy nhất mà tôi tin tưởng tuyệt đối không? Và tôi trung thành tuyệt đối với ai? Có phải là với Chúa Giêsu hay không? Cho nên thật rất dễ dàng cho chúng ta, tôi cũng như chị em mình thấy, mình để cho những thứ khác, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, ngay cả mình để cho những thứ đam mê khác, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, hàng đá, rồi những đam mê cá độ bóng đá, rồi những đam mê chơi game, rồi đam mê về sắc dục. Nó làm chủ cuộc đời của mình, nó điều khiển cuộc đời của mình, và mình làm nô lệ cho những thứ đó. Nô lệ cho tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị và tất cả những đam mê bất chính khác. Mình loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Chúa, theo Chúa, để cho Chúa hướng dẫn là con cứ phải sống không được theo ý mình, không được theo bản năng của mình. Còn bây giờ con loại Chúa ra, con muốn ăn gì ăn, con muốn làm gì, con muốn nói gì nói, con được tự do. Có chắc như thế hay không? Nếu tự do, thì tại sao cứ phải có tiền mới chịu được? Nếu tự do, tại sao cứ phải có quyền, có chức tước mới chịu được, mới sống được? Nếu tự do, tại sao mà không hút thì không được, không uống, không nhậu thì không chịu được, không đánh bài thì không chịu được, không chơi game thì không chịu được, không đi massage, không đi kiếm thỏa mãn sắc thì không chịu được. Như vậy thì mình làm nô lệ chứ đâu phải là tự do, thưa anh chị em. Không có nổi tiếng là không chịu được, không được người ta để ý là không chịu được, không được người ta quan tâm là cũng không chịu được. Mà không cần biết rằng là có Chúa quan tâm là đủ rồi, có Chúa xót thương là đủ rồi, có Chúa là có tất cả rồi. Mình có dám sắc tín như vậy hay không? Hay là Chúa chỉ là thứ yếu, thứ phụ thôi? Thế nào mà những cái này, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị nó bỏ con hết rồi. Lúc mà phải hát là người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi, thì lúc đó mới chạy về con quỳ lạy Chúa trên trời. Mà phải làm ngược lại, là con quỳ lạy Chúa trên trời. Cho dù người ta bỏ, cho dù mọi thứ bỏ con, thì con vẫn bình an vì con có Chúa là có tất cả. Chúa là tất cả cuộc đời của con. Người ta hát bố, bố là tất cả, thì mình phải hát Chúa là tất cả. Tôn thờ một đấng đầy quyền năng và giờ lòng thương xót. Thì còn sợ cái gì vì Ngài đầy quyền năng? Thì còn lo thiếu cái gì, còn lo buồn cái gì vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót, thưa anh chị em. Cùng thinh lặng để tạ ơn Chúa một năm đã qua. Năm phụng vụ Chúa ban cho tràn đầy niềm vui bình an, mỗi ngày được bản tiệc lời Chúa, bản tiệc thánh thể thiêng liêng. Xin lỗi Chúa vì nhiều lần đã không để Chúa làm chủ cuộc đời, để cho tiền tài, danh vọng, chức tước và để cho chính cái tôi mình làm chủ mình, làm nô lệ cho tất cả những thứ đó. Và quyết tâm hôm nay tôn vinh Chúa làm vua, xin Chúa làm chủ cuộc đời của con, hướng dẫn tư tưởng, suy nghĩ, hành động của con, để con biết sống theo lời Chúa, biết làm những gì Chúa đã làm, đó là xót thương, yêu thương, tha thứ, đem bình an, niềm vui, hạnh phúc và hy vọng đến cho người khác. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nạm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng
là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Là Đức Vua Thái Hoàn, luôn mến yêu người phàm, tình yêu chưa tràn. Ông có phải